Chào mừng quý vị, Hà Thương rất vinh dự khi luôn được đồng hành cùng quý vị để cùng nhau đón xem bản tin giải trí trên kênh Knews 24 giờ, kênh cập nhật những tin tức nóng nhất và chính xác nhất diễn ra trong vòng 24 giờ qua. Ngay sau đây sẽ là những tin tức chính có trong bản tin ngày hôm nay. Những nội dung chính sẽ có trong bản tin: Jennie để tóc ngắn chất lừ trong bộ ảnh tạp chí mới, vừa đáng yêu lại vừa sexy. Choáng ngợp với hình ảnh riêng của Lisa Blackpink phủ sóng khắp mọi nơi tại Trung Quốc. Ơn hữu của Suju tiết lộ lý do vì sao mà idol nhà SM luôn nghĩ rằng khó có thể thân thiết với idol nhà YG. Dàn cast Knowing Brother phản ứng thế nào khi hay tin Hee-chun và Momo chia tay. Yoon Hyung của Icon cho biết không có lịch trình, fan mong YG quan tâm nghệ sĩ nhiều hơn. Và sau đây là nội dung chi tiết. Jennie để tóc ngắn chất lừ trong bộ ảnh tạp chí mới, vừa đáng yêu lại vừa sexy. Chiều ngày 19 tháng 7, tạp chí Elle Courier tung video nhà hàng cho bộ ảnh mới của Jennie trên ấn phẩm số tháng 8. Thành viên Blackpink gây bất ngờ cho người hâm mộ khi đội mái tóc giả ngắn, diện mạo khác lạ nhất từ trước tới nay. Đây cũng chính là lần đầu tiên mà Jennie thử concept tóc ngắn thế này nên khiến người hâm mộ được fan náo loạn. Trong mái tóc ngắn màu đen và cặp len mắt khói, Jennie có hình tượng vừa cá tính vừa quyến rũ. Nữ idol chứng minh khả năng biến hóa cực đỉnh cùng khí chất high fashion thời thượng. Một trong những outfit sang chảnh nhất bộ trang phục này chính là chiếc váy đen ôm sát, khoét ngực quyến rũ. Khi mặc bộ trang phục này, Jennie khoe được triệt để lợi thế về vóc dáng, bờ vai vuông ăn tiền. Trước tạo hình mới lạ này của Jennie, cư dân mạng tỏ ra vô cùng thích thú. Nhiều ý kiến cho rằng ánh mắt lạnh lùng và thần thái ngút ngàn của cô nàng trong bộ ảnh quá đỉnh. Mặt khác, một số fan lại chú ý tới mái tóc ngắn của cô nàng và bày tỏ sự thán phục vì Jennie có thể dễ dàng cân mọi loại tóc khó nhằn. Điều khiến cô nàng ngày càng được yêu mến chính là cô luôn nỗ lực để thay đổi và hoàn thiện từng ngày. Mỗi một bộ ảnh hay một dự án mà Jennie tham gia, cô nàng đều thể hiện đúng tinh thần và concept riêng biệt mà ekip mong muốn. Choáng ngợp với hình ảnh của riêng Lisa Blackpink phủ sóng khắp mọi nơi tại Trung Quốc. Lisa hiện đang là một trong những gương mặt đắt giá nhất khi rất nhiều nhãn hàng nổi tiếng trên thế giới lựa chọn cô nàng làm đại sứ thương hiệu. Mới đây, Lisa tiếp tục bắt tay với hãng smartphone nổi tiếng của Trung Quốc là Vivo để quảng bá cho dòng sản phẩm mới. Mới đây, ngày 15 tháng 7, Vivo đã chính thức tung ra Vivo S10. Ngay lập tức, những hình ảnh do Lisa chụp cùng sản phẩm smartphone này xuất hiện khắp mọi nơi tại Trung Quốc, khiến không ít người choáng ngợp vì độ hoành tráng, sang xịn mịn của lần hợp tác giới thiệu sản phẩm này. Có thể thấy, Lisa là gương mặt rất được các nhãn hàng ưu ái. Trước đây, hình ảnh của cô nàng hợp tác cùng Adidas, Mark rồi đến Bulgari cũng đều xuất hiện dày đặc từ rạp chiếu phim, hồ nước, trung tâm thương mại, tàu điện ngầm đến các tòa nhà lớn ở những vị trí đắc địa. Lisa đã hợp tác cùng Vivo từ tháng 8 năm 2020 với nhiều chiến dịch và nhiều dòng máy của hãng. Eun Hyuk tiết lộ lý do vì sao mà idol nhà SM từng nghĩ rằng khó có thể tiếp xúc với idol nhà YG. Trong một tập của chương trình Borrow Trouble 2, rapper Din Din chia sẻ rằng rất hiếm khi thấy nghệ sĩ nhà SM và YG cùng xuất hiện chung tại một chương trình. Eun Hyuk nghe xong cũng thừa nhận điều đó và cho biết suy nghĩ của mình rằng cả hai công ty khó có thể hòa hợp với nhau. Anh chia sẻ, sẽ có hơi chút ngại ngùng, giống như tồn tại một bức tường giữa chúng tôi vậy. Tôi không nghĩ mình có thể kết thân với Sandara Park hay một nghệ sĩ khác ở YG. Sandara Park cũng thể hiện sự đồng tình với luận điểm mà Eun Hyuk đưa ra và cho biết bản thân đã không dám đến gần các nghệ sĩ trực thuộc SM trong suốt một thời gian dài làm idol vì không muốn gây rắc rối. Cô giải thích, khi tôi mới ra mắt, tôi thậm chí còn không dám chào các nghệ sĩ đến từ nhà SM vì không muốn vướng vào tin đồn hẹn hò. Eun Hyuk bổ sung thêm một lý do khiến anh cảm thấy rất khó khăn khi kết bạn với nghệ sĩ nhà YG, chính là Viber nhà YG. Của đa số nghệ sĩ khá mạnh mẽ, cuốn hút nhưng tạo cảm giác khó gần hơn vì theo đuổi thể loại nhạc hip hop. Anh chàng hài hước thú nhận rằng đúng là nghệ sĩ nhạc YG có chút gì đó hổ báo và khiến người khác khó tiếp cận. Tuy vậy, hiện tại người hâm mộ có thể nhìn thấy hai đại diện thần tượng SM và YG ngồi cạnh nhau trong một chương trình giải trí. Thậm chí giữa họ còn có được phản ứng hóa học vô cùng tích cực. Về sự gặp gỡ thú vị này, người hâm mộ đã tranh thủ bày tỏ mong muốn sẽ được có một dự án kết hợp nào đó giữa hai công ty được xem là oan gia trong giới như SM và YG, bởi mọi thứ đang dần dần cởi mở hơn và chính người hâm mộ cũng có thể bắt gặp được các cặp bạn thân nhà SM YG như Red Velvet, Blackpink, Kyuhyun của Super Junior, Mino của Winner, Jaesung của Big Bang, ONew của SHINee, vân vân.
Dàn cast Knowing Brother phản ứng thế nào khi hay tin Hee Chun và Momo chia tay? Một phân đoạn trực thuộc chương trình Knowing Brother mới phát sóng mới đây đã gây chú ý bởi vẻ ngoài của Hee Chun. Hình ảnh này sẽ không có gì đáng nói nếu nó không xuất hiện ngay sau khi thông tin thành viên của Super Junior là Hee Chun vừa kết thúc mối quan hệ với Momo của Twice. Nhưng điều đó chưa phải là tất cả. Phản ứng của dàn cast chương trình này đối với kiểu tóc mới của anh chàng chính là điều khiến cho fan không biết nên khóc hay nên cười. Cụ thể, MC đã trêu chọc nam thần tượng rằng Hee Chun sao cậu cắt tóc ngắn thế? Danh hài Lee Soo-geun cũng tiếp lời và đưa ra lời bình luận nhằm tạo tình huống vui vẻ hơn. Sao trông cậu nhợt nhạt vậy? Thay đổi kiểu tóc là thay đổi con tim, cậu không thể yếu đuối được. Nếu không thì Seo Jang-hoon và Lee Sang-min đã phải gục ngã rồi. Sau đó cầu thủ bóng rổ Seo Jang-hoon đã cố gắng cổ vũ người anh em cùng chương trình rằng hãy cố lên cho đến khi hoàn thành công việc xong. Và Lee Soo-geun lại trêu chọc anh chàng bằng câu nói, căn phòng này có nhiều sự chia tay hơn gặp gỡ. Qua đó có thể thấy ekip lẫn các thành viên thân thiết trong chương trình đều vô cùng quan tâm đến Hee Chun, đồng thời cũng có ý làm cho bầu không khí trở nên hài hước hơn, giúp nam thần tượng dễ dàng hòa mình vào công việc. Tuy nhiên, vẫn có một số ý kiến cho rằng dàn cast của Knowing Brother không nên đưa ra những lời bình luận liên quan đến chuyện tình cảm của người khác và điều đó là hơi khiếm nhã và hơi thiếu tôn trọng. Nhưng đa phần ý kiến cho rằng đây chỉ là show giải trí, mọi người hãy xem nó với một tâm trạng thoải mái hơn. Yoon Hyung của Icon cho biết không có lịch trình, fan mong YG quan tâm nghệ sĩ hơn. Xuất hiện trong chương trình nấu ăn của Yuri thuộc kênh YouTube của Yuri SNSD, Yoon Hyung đã không làm cho người hâm mộ thất vọng bởi khả năng nấu nướng, khiếu hài hước vốn có. Tất nhiên anh chàng cũng tranh thủ mắng vốn công ty chủ quản là YG về công tác chăm lo cho nhóm. Ngay khi Yuri nói, bạn là thành viên của một nhóm đang hoạt động, thì phản ứng của Yoon Hyung lại thu hút sự chú ý của người hâm mộ hơn cả. Trong khi vẻ bối rối của anh chàng được xem là mang lại tiếng cười cho người hâm mộ, thì cũng có một số fan đã chỉ ra một vấn đề lớn chưa được giải quyết trong khâu quản lý của YG dành cho Icon. Tiếp tục sau đó, thành viên của SNSD cho biết rằng cô không hề có thời gian nấu ăn khi hoạt động cùng với các thành viên vì lịch trình bận rộn và đặt ngược lại câu hỏi cho hậu bối. Nhưng không phải Icon cũng bận rộn sao? Chắc hẳn em cũng không có quá nhiều thời gian để nấu ăn tại ký túc xá đúng không? Và rồi Yoon Hyung khiến Yuri bất ngờ khi trả lời rằng anh chàng thật sự không có quá nhiều lịch trình gần đây. Nam thần tượng còn hài hước chia sẻ, đã có một cuộc sống giống như không phải người nổi tiếng dạo gần đây sau show Sống Còn Kingdom, khiến cho Yuri không khỏi bật cười. Mọi người còn được dịp cười to hơn và đồng cảm khi mà Yoon Hyung khẳng định rằng đây chính là lần đầu tiên sau một thời gian dài anh chàng mới được trang điểm trở lại để tham gia một lịch trình gì đó. Tuy đây chỉ là một mẩu chuyện hài hước nho nhỏ, người hâm mộ có thể nhận ra được tình hình hiện tại của Icon. Cả nhóm đang trong tình trạng thiếu hoạt động quảng bá để duy trì danh tiếng và được công chúng biết đến nhiều hơn, thay vì chỉ im lặng sau khi dốc hết sức lực vào một show Sống Còn thi đấu. Tất nhiên, đây cũng hoàn toàn là những gì Iconic mong YG có thể xem xét, lắng nghe, đồng thời cân bằng lịch trình cho Icon một cách cân đối nhất, dù chỉ qua lời thú nhận, trung thực theo hướng hài hước của Yoon Hyung. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi Knews 24 giờ. Hãy chia sẻ cảm nhận của các bạn ở bên dưới phần bình luận cho mình biết nhé. Và nhớ đừng quên nhấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ một tin tức mới nhất nào đến từ Knews 24 giờ nhé.